Vâng, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Mình xin tự giới thiệu, mình là một người rất thích vẽ tranh và tô màu. Mình là một họa sĩ tự do. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo ra những sản phẩm thật là tuyệt đẹp. Và mình mong rằng các bạn luôn luôn theo dõi mình và ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vậy rượu này sẽ chụp cho mẹ. Trên là chi tiết tô màu nha nó có vẻ là đơn hàng có khi được được chưa phải nhưng mà nhiều quá nhiều đấy các quay nhanh nhẽ nhanh chỉ tầm 4 phút thì chắc hơn 30 rồi. Thank you.
Vâng, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Mình xin tự giới thiệu, mình là một người rất thích vẽ tranh và tô màu. Mình là một họa sĩ tự do. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo ra những sản phẩm thật là tuyệt đẹp. Và mình mong rằng các bạn luôn luôn theo dõi mình và ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thế thì không mà chưa các bạn đi học 5 triệu đi học mà chưa hết giờ đi học mà con kia đi học nó còn nhiều hơn cả mày phun toàn đến thứ bảy nói đi học thì phun toàn cực nó còn 5 tiết nữa chứ tất năm rưỡi tất năm rưỡi 11 rưỡi đây là học vậy thì năm học có năm học phun toàn mà chiều mình như tận 5 giờ mới về xuyên tháng rồi nhỉ chiều 5 giờ về này gọi là lo cả tháng chưa nghỉ thôi đâu rồi ngày một buổi thằng đạt đi học này vất vãi cất mẹ đạt thì cũng thế mười rưỡi bốn rưỡi nếu mà đi học may là nó đi học mầm non thì còn nó đi học mầm non thì còn ok giờ lên lớp một rồi lên lớp một rồi mẹ khó tính đấy cất mẹ con thì đôi khi đi làm bố lại không biết giờ giấc kiểu gì nếu mà đang đi đó nữa lại phải đi làm đấy. Dạ hơi như thế đấy. Nhưng mà may nó học bấm non nữa này, học bấm non nhiều tiền hơn. Ừ, học nó đắt hơn. Kia vừa hôm qua gọi mẹ làm ra ra đấy để ấy. Bọn kêu bấm non ra ở đâu? Lớp 1 để sơn xếp lại phòng.